Sáng mùng 5 tháng 8 tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên đã diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là địa phương được chọn tổ chức điểm trong toàn tỉnh. Dự ngày hội về phía Trung ương có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban tuyên giáo Trung ương, đại diện các cơ quan thuộc Bộ Công an, Ban tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Lý Bình Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên. Ngày hội đã được bắt đầu với các trò chơi dân gian như bịt mắt, bắt vịt, đánh yến, kéo co, bắn nỏ, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã cùng tham gia. Đánh giá tình hình triển khai công tác an ninh trật tự trên địa bàn cho thấy, 7 tháng qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Đô đã tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức 8 buổi tuyên truyền với sự tham gia của 2.100 lượt người. Nhân dân cung cấp 9 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, giải quyết nhiều vụ việc. Phát biểu chia vui với bà con nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Đô, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chúc mừng những thành tích mà nhân dân, cán bộ xã Nghĩa Đô cũng như tỉnh Lào Cai đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và mong muốn trong thời gian tới, xã Nghĩa Đô nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được nhận kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.